Hoa hậu Khánh Vân lộ bụng lùm lùm. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân gây bão mạng xã hội khi công khai bức hình được bạn trai cầu hôn. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, bạn trai Hoa hậu Khánh Vân tên Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn cô 17 tuổi và là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Sau khi công khai chuyện chuẩn bị kết hôn, nàng hậu sinh năm 1995 càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Vào sáng ngày 9 tháng 7, Hoa hậu Khánh Vân đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Đáng chú ý, cô lại bị soi chi tiết khác lạ, được cho là để lộ vòng hai lùm lùm khi mặc chiếc áo phông rộng rãi màu tím. Trong bức hình này, người đẹp sinh năm 1995 còn khéo léo che chắn dáng bằng chiếc túi đeo ở phía trước. Thời gian gần đây, Hoa hậu Khánh Vân cũng có hàng loạt động thái lạ. Cụ thể, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cận gương mặt hoặc chỉ chụp phần phía trên. Ngoài ra, người đẹp chính ít hay mặc trang phục rộng rãi, không để lộ rõ vóc dáng. Đây là việc làm thường thấy của nhiều sao nữ Việt khi muốn giấu chuyện mang thai. Do đó, động thái lạ của Khánh Vân càng khiến netizen thêm xôn xao nghi vấn. Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Cô sau đó tiếp tục tranh tài tại Miss Universe 2021 và dừng chân ở top 21. Người đẹp hiện là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, đảm nhận những vai trò quan trọng. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Khánh Vân gây chú ý khi lập công ty riêng, đồng thời mở học viện đào tạo người mẫu. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có một con trai. Bạn trai nàng hậu đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Cả hai đã cùng gắn bó và đồng hành trong công việc từ năm 2019. Anh có mối quan hệ thân thiết, từng làm việc với nhiều sao nổi tiếng trong showbiz Việt và đặc biệt là những hoa, á hậu. Thời gian qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đồng hành với người đẹp sinh năm 1995 ở những sự kiện lớn nhỏ. Khánh Vân chia sẻ cô bị thu hút bởi những người sống tình cảm, luôn hướng về gia đình. Về tài chính, Khánh Vân cho biết cô không quá xem trọng, chỉ cần người đó ổn định và cả hai sẽ vun vén cùng nhau. Nàng hậu bộc bạch, tôi thích những người tình cảm, hay nói đúng hơn họ là người đàn ông của gia đình. Tiền bạc thì mình có thể cùng nhau vun đắp, xây dựng, nhưng tình cảm từ người đàn ông và sự trách nhiệm, yêu thương gia đình thì tôi nghĩ rất cần. Tôi lúc nào cũng đề cao những yếu tố đó. Về tài chính, tôi nghĩ chắc cần ổn định thôi. Bản thân tôi cũng phải cố gắng để cùng vun đắp. Tôi thích sự vun đắp từ phía hai người. Tôi thấy bình thường nếu người đó thu nhập thấp hơn. Bởi như đã chia sẻ, cái tôi quan trọng vẫn là tình cảm. Mình cố gắng cùng nhau thì sẽ vượt qua. Quan trọng là sự hy sinh, tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Ở tuổi này, tôi độc thân có lẽ do bận quá. Đôi khi công việc của mình nên phải chấp nhận sự đánh đổi. Nếu như ham công việc thì ít có thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nên tôi nghĩ người nào yêu tôi chắc cũng chịu khổ dữ lắm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.